Thăng nhà nông ruộng đồng phía sớm, mưa nắng đêm ngày mặt nắm tay chay. Phận nghèo nào nghĩ đến ai, chữ duyên chữ nợ, chứ chữ duyên chữ nợ biết ngày nào nên. Dạ, Minh Hương xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn. Thì đây là thành quả mà hôm bữa giờ mấy cha con của Hương làm vàng nè, rồi trồng mướp nè. Nay thì nó ra trái rồi cô chú, anh chị, các bạn. Thì đây là hái cũng 2-3 đợt rồi, do là Hương cái chân có Hương đeo, rồi Hương hỏng có quay. Nên là bữa nay là trái này là Hương nhà Hương hái được 3 rồi nè. Mà nó vẫn còn sai trái quá trời luôn cô chú, anh chị, các bạn ơi. Nhìn mê quá trời mê. Thì chồng có dây bầu, dây mướp, nhưng mà hiện tại thì dây bầu chưa có trái, nhưng mà mướp thì có trái rồi. Ở đây thì mấy trái này thì nó già rồi, nên là cha có Hương để lại làm giống luôn. Hay hôm bữa là trái nó cũng bự rồi, do là mình xịt thuốc để trừ sâu nè. Rồi cái ngay cái đợt mà trái nó hơi to, cho nên là rồi qua cái đợt ăn được thì nó đã già rồi. Nên là sẵn đây thì mình để lại làm giống luôn. Đây một trái nó cũng già lắm rồi nè. Đó, bên đây mấy cái trái già thì Hương để lại. Này, còn mấy trái này nhìn thấy to to vậy thôi chứ nó chưa có già đâu cô chú anh chị bạn. Ở đằng trước này mê lắm, Hương sẽ dẫn cô chú anh chị các bạn mình dạo một vòng mình coi trước đi ha. Rồi Hương sẽ hái nhìn rất là mê luôn kia nè. Đây, mướp này thì không phải là mướp Hương, là mướp Thái. Mà nếu mình trồng được cái giống mướp Hương nữa thì nó sẽ rất là ngon luôn. Tại vì mướp Hương thì trái nó sẽ dài hơn nè. Và ăn cái mùi vị nó thơm hơn, mình nấu lên là nó thơm lắm. Đó. Trời ơi, sao cái trái này nó tròn quay vậy nè. À. Nhìn đây nè, nhìn một dãy thì thấy mê quá. Này Hương đem cái xuồng lên trên mương luôn, để vài bữa nữa bầu nó có trái xong mình đi hái bầu. Bây giờ thì có mướp thì mình hái mướp nè. Mai mốt thì Hương sẽ mua cái khổ qua về trồng nữa. Đó. Đây chỗ này cũng trái quá trời luôn nè cô chú chị bạn ơi. Nhìn mê luôn. Hù ơi, mà hả, Hương trồng vậy Hương cũng không biết bán cho ai luôn. Hái đợt này xong thì mấy lần trước có trái xong rồi hái xong thì Hương cho cậu mợ một ít để ăn. Còn mấy cái đợt sau này nó đang ra nụ ra trái quá trời luôn nè. Đó. Trái nào trái nấy nhìn nó to kia nè. Hương thì Hương thích ăn mấy cái trái mướp mà mình nấu ra nó hơi có cái hột á. Chưa có gọi là già mà không gọi là non gì vừa á. Nhưng mà đi chợ á thì mình mua toàn là mướp non, không đâu có ai bán cho mình vậy đâu phải không. Từ khi mà Hương trồng vậy nè là Hương ăn được cái loại mướp mà Hương giống như cái ý mình thích ăn á là mình ăn được nha. Đó, còn mấy cái bông mướp này phải chi mà nó được nhiều á thì mình hái bông mướp này với mấy cái nụ á mình nấu canh nè, mình xào cũng được luôn. Đó, bông mướp mà thường á thì ít có ai mà được ăn bông mướp nhiều lắm, tại vì bông mướp nó ít lắm. Nữa mấy cái trái này là mấy trái xuân luộc luôn nè. Trời ơi nhìn nó ngon ơi là ngon luôn hả. Từ bữa giờ cái vàng này thì cha của Hương làm cho nó chắc chắn, cho nó cố định luôn. Mai mốt cái vàng mướp nó tàn rồi thì mình có thể trồng lại những cái dây leo khác như dưa leo nè, khủng hoa nè, bầu mướp, rồi bí gì đó thì mình cũng có thể là mình trồng được, mình xài được lâu lắm. Này Hương, cha Hương làm mấy cái lứ luôn nè. Mấy cái trái này nè nó bị hư rồi nè. Tính ra Hương không nghĩ là cái dây mướp này trồng lại nhanh có ăn như vậy luôn á. Khi mà nó lên chừng khoảng nhiêu đây thôi, nó bò có nhiêu đây thôi là nó cũng cho trái rồi. Mà hồi từ bữa giờ trồng á là chị đúng có một lần xịt thuốc luôn à. Giờ thì Hương sẽ hái cho cô chú anh chị. Nãy giờ thì Hương dẫn cho cô chú anh chị mình đi dạo một vòng coi mướp rất là mê rồi. Giờ thì
tới cái công đoạn là Hương sẽ hái trái. Hương đem nguyên một cái gỗ bự đi luôn. Hương trái này nhìn vậy thôi chứ chưa già đâu. Thầy đừng hái nha. Wow, cái âm thanh này thật là thích luôn cô chú anh chị bạn ơi. Lần đầu tiên Hương trồng mà chỉ có mướp là sai trái vậy nè. Tại vì đất nhà Hương á là nó khó tốt quá à. Nó phải chờ thời gian để cho cái nó xử lý đất chứ. Chứ đất mới quá trời trồng cái gì cũng không tốt hết trơn. Mình sẽ tiễn mấy trái xấu xấu chứ mấy trái đẹp chút xíu nữa mình quay gần nhìn cho nó mê. Hóa trừ quá đất rồi. Ủa, trái này nó to. Cắt hồi nãy là sáng sớm, giờ thì nắng lên rồi. Hương phải đội nón lá mà áo khoác vô. Giờ thì Hương sẽ cắt cái này nha. Thích quá luôn, trời ơi coi nè. Hương mà đi cắt mà mấy cái trái gì Hương nhìn Hương mê, Hương khoái quá trời khoái à. Trái nào trái nấy em nhìn đẹp quá trời đẹp luôn mà. Giờ thì mình sẽ tới đây nữa nha. Nó dính xuống rồi. Đó đây nè. Ôi, trái nào trái nấy nó bự bự không luôn. Trái này già. Còn trái dưới kia thử coi có già không nha. Trái này dài. Chưa có kinh nghiệm. Tại mới trồng mướp nên là chưa có kinh nghiệm lắm. Mấy trái này nó ngon. Ủa con này, trái nào trái nấy là cô chú anh chị bạn. Nhìn mê quá trời mê luôn. Đây, còn trái này là trái cuối cùng nha. Đây, trái cuối cùng của vàng mướp. Xong rồi, một gỗ mướp luôn. Ủa, cái này chắc mười mấy ký á. Mình dẹp cái kéo đó. Wow, ôi trời. Cái này khoảng, ây da. Chết rồi, bị xước vô mướp. Gai lắm. Cái này là chắc khoảng mười mấy ký nặng với lắm nặng luôn nè. Mười mấy ký.
Hương cầm không nổi luôn, Hương cầm lên không nổi luôn. Đây Hương quay đây nè. Đó, cái quay lại cho cô chú chị mình xem mê luôn. Quá trái ngon rồi. À. Đã quá trời đã luôn. Thân nhà nông ruộng đồng phía sớm, mưa nắng đêm ngày mặt nắm tay chay, phận nghèo nào nghĩ đến ai, chữ duyên chữ nợ chứ chữ duyên chữ nợ biết ngày nào nên. Mua mốt đi anh ơi, mua mốt đi chị ơi, mốt không cả nhà ơi. Mốt nhà em trồng nha, mới vừa hái luôn, tươi rói nè. Trái thì to mà dài, ơi là dài, bao ăn luôn. Mốt đây, mốt đây. Trời ơi, nhìn nó mê ơi là mê. Đó. Trời ơi, nặng. Quá trời rồi. Đây. Mướp này. Quá trời chắc. Cái này chắc khoảng mười mấy ký á. Thành quả hả? Thành quả làm vàng mướp và vàng bầu hôm bữa. Phải gần gần đây cho anh xui hết chứ. Vàng mướp nè. Mày còn non luôn. Không, nó không có già đâu, chưa thấy gì chứ nó vừa ăn rồi, cái hộp nó ngon dữ lắm. Cái hộp nó là búp búp vừa ăn á, hôm bữa. Nhiều này bán được tới nhiêu tiền đó, tới 20 ngàn mà. Ký 10 ngàn không mẹ? Ký 10 ngàn, cái này tầm khoảng chục ký không nha? Trăm ngàn món tiền xe Tết được. Này chắc được cũng được 100 ngàn. Luôn bà này. Này đem ra chợ ngồi bán nha. Này phải có chỗ mình đếm cho ta ha. Căng. Căng á. Ăn cho kia đầu tư đồ không ngoài. Chỉ thằng gì ra bán đó. Ra ngoài đếm ngồi, tao ngồi tao bán. Mướp nè, mướp vườn nè bà con cô bác ơi. Ngon dữ lắm, ngon luôn. Mướp vườn nè Ken ơi. Ken. Rồi, hái mướp xong rồi giờ thì Hương sẽ múc nước để tưới mấy cây bông nhãn thọ. Hôm bữa thì Hương mua được mấy cây để trồng Tết. Trời ơi, nắng gì đây nguyên về luôn nè. Không biết kịp Tết không nữa nè. Chắc kịp quá. Nó cũng lên được mớ nè. Wow, trời ơi, mấy trái cà này vừa ăn rồi nè. Mấy trái cà nó non vậy là ăn được rồi nè. Ủa, vậy là đi vô cắt cà nó là được rồi nè. Ồ, bên kia trái nó cũng bự nữa kìa. Cắt đi để già hết trơn hả? Này là già hết trơn, mấy đằng kia nữa kìa. Ủa, cả tiếng nữa. Trời này mấy trái bự bự hết trơn rồi, Hương mới thấy. Để đi vô lấy kéo cắt.
Thì Hương thấy trái bự Hương định đi cắt, nhưng mà mẹ Hương nói là nó bự vậy thôi, chứ hôm bữa mẹ Hương cắt cái còn bự hơn, nhưng mà nó vẫn còn non lắm nên là chưa ăn tới. Tại vì hồi sáng giờ thì cắt gỗ mướp rồi, mướp mình ăn mướp rồi, nay mình chưa ăn trà nên là Hương gửi lại trên cây này để mai mốt mình ra cắt vô xào hay là nấu mắm kho vậy đó thì Hương sẽ cắt nha. Còn đây là mấy cái cây bông dạng thọ mà Hương trồng hai bên đường nè, đi ra cái chòi lá của Hương. Hương hy vọng là sẽ kịp Tết. Cái đất bên đây nè, hôm bữa là Hương trồng ba cái cải đó cô chú anh chị bạn, nhưng mà do là cha của Hương á tưởng đâu là mình trồng mình khỏi xử lý đất á, nên là mình cứ như vậy rồi trồng nó sẽ tốt, nhưng mà không phải, đất nhà Hương rồi cần phải xử lý, tại vì đất ở đây phèn dữ lắm luôn. Rồi cha Hương không có đào luống gì hết trơn á, không có lên luống lên dòng gì hết trơn, rồi cứ đào lỗ rồi trồng, cho nên là mấy cái cải đó không có được tốt. Nên là rút kinh nghiệm vài bữa nữa thì chỗ này nè sẽ lên mấy cái liếp, từng liếp hết trơn luôn, giống như một cái luống nhỏ nhỏ, rồi mình sẽ bầm đất lên chừng khoảng một gang như nè để mình trồng rau cho được tốt. Hôm bữa thì mấy bà cháu của Hương á là sớm ra để mà trồng mấy cái cải này, nhưng mà lâu lắm rồi, nhưng mà tới nay vẫn còn y si luôn, nó không có lớn á, kiểu như không có phát triển được á. Thì mấy cái đất vườn này hôm bữa Hương lên clip á thì đất nó cũng còn trống nhiều lắm, nhưng mà mình muốn trồng á thì mình phải xử lý lại đất nè, rồi mình phải cải tạo lại đất nữa. Thì Hương dự định á là Hương sẽ tận dụng lại hết những cái khu đất như vậy nè để mà mình trồng rau. Nếu mà tốt hơn nữa thì đem ra chợ rồi bán cho mấy cái mối á, hoặc là nếu mà cô chú anh chị nào mà có ủng hộ Hương á, mua hay là ủng hộ gì đó để mà cho bà con á, thì cái đó cũng cũng tốt luôn á. Thì dự định là như vậy. Còn chỗ này á, lên luống như vậy thì Hương nghĩ là sẽ được rất là nhiều luôn nè. Chỗ này là lên đất mà trồng rau thì được rất là nhiều luôn. Bên đây đất từ đây tới đó, bên kia hôm bữa Hương tính là gieo mấy cái hạt bông xoài nhái đồ, nhưng mà do là Hương nhớ tới thì nó đã cận Tết lắm rồi, nên là thì dù sao cũng trồng để mà qua Tết thì mình lại ngắm hoa được nữa. Còn cái ao bông súng hiện nay nó cũng lên bông súng đẹp quá trời luôn nè cô chú anh chị bạn. Đây, cái bờ này nè, có mấy cái cọng rau muống đồng nè, hoa rau muống đồng nở muộn đây. Đây là hoa rau muống đồng nha cô chú anh chị bạn. Cái màu có hai loại rau muống nha, một cái loại cọng xanh á, thì nó sẽ cho ra cái bông nó màu trắng tinh luôn, còn cái loại này là rau muống đồng á, cho nên là hả nó sẽ cái màu tím tím bên trong. Đó. Hương lại thích cái màu tím tím bên trong, cái màu tím tím bên trong nhìn nó đẹp quá chừng luôn nè, nó giống như là nó có điểm nhấn vậy đó. Đây, hồi lúc nhỏ Hương hay chơi kiểu như vậy nè. Trời, nó rụng cuốn rồi. Trời, bên đây á, ít gì thôi nhìn chưa mê đâu. Đây là lúc nhỏ Hương hay chơi kiểu như cái lồng đèn vậy đó. Cái ao bên đây á, thì nó ít rau muống cho nên là ít bông. Hoa kìa, cái rau muống trắng mà Hương nói kìa cô chú anh chị bạn. Hôm bữa là Hương có chồng á, có chồng rồi xong rồi bây giờ là nó vẫn còn đó, nhưng mà nó chơi ra bông màu trắng. Còn cái luống bên kia kìa, hồi nãy chỗ cái ao mà gần cái mương mướp á là rau muống lồng. Dạ, video đi hái mướp của Hương á thì nay Hương cũng đi hái mướp nè, rồi dẫn cô chú anh chị các bạn mình còn đi tham quan một vòng vườn của Hương. Thì giờ Hương sẽ dừng video tại đây. Hương cũng cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi hết video của Hương nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị trong video tiếp theo nè. Mai mốt quá thì Hương sẽ lên clip vườn nữa, rồi Hương sẽ quay tiếp tục cho cô chú anh chị coi nha. Bên đây thì bây giờ là Hương đang lên cái clip bắp này cô chú anh chị bạn. Em của Hương thì đang giọng lỗ nè, để bỏ mấy cái hạt bắp vô á. Thì cô chú anh chị bạn mình còn nhớ không, thì bên đây lúc trước là Hương cũng trồng bắp nè, trồng một nguyên một cái vườn bắp luôn. Thì nay tiếp tục á thì Hương sẽ tiếp tục trồng bắp nữa. Còn bên đây thì cha Hương trồng mấy cây cà đó.
Bên đây là cà nè cô chú anh chị các bạn. Cà tím với lại cà xanh á, thì nay nó cũng cao cao rồi nè, nhìn nó tốt quá trời luôn. Cha của Hương trồng từ đây chạy dài đằng đó luôn là một liếp cà. Bây giờ thì tháng hạn á, thì mình có thể là trồng được nhiều rau, chứ hôm bữa mùa nước là để là đất trống luôn, tại vì nó ngập nước. Giờ qua cái mùa nước rồi thì mình bắt đầu mình trồng rau, trồng cây đồ lại. Bên này cái này rộng hết nguyên một bờ này luôn để mà trồng bắp luôn nè.